hành trình khám phá xứ sở sương mù là cuộc chiến tại tháp Bongu. Theo đó, Bích Phương là thành viên đầu tiên mở màn, nhưng chưa được bao lâu đã bị sa lưới của những chú tê giác bí ẩn. Lần lượt các thành viên còn lại Thúy Ngân, Isaac, Lê Dương, Bảo Lâm đã rút kinh nghiệm từ Bích Phương và chuẩn bị sẵn vũ khí, nhưng kết quả cũng không khá hơn là bao. Đến nên cả Trường Giang cũng bị tóm bằng cách nhấc bổng lên nhẹ tựa như lông hồng, khiến Lê Dương, Bảo Lâm ngồi trong lưới cũng phải thốt lên: trời ơi, đống hề nãy giờ chưa xong nữa. Lê Dương, Bảo Lâm, Isaac đánh nhau đến trại da tróc vải. Rời thác Bongua, các thành viên đến với thung lũng tình yêu đầy thơ mộng. Lẽ ra nơi đây phải xuất hiện những cảnh quay đầy lãng mạn, tràn ngập yêu thương. Nhưng trái với Lê Dương, Bảo Lâm và Isaac đã có màn ẩu đả đến trước đầu mẹ tráng. Khâm Hữu Danh là chiến thần sức mạnh. Lê Dương, Bảo Lâm kéo Lê Isaac nhẹ nhàng và tiếp tục những cú đánh trời giáng khiến Isaac biết kêu trời. Chưa dừng lại ở đó, cuộc chiến còn tiếp tục diễn ra khi các thành viên tập trung chờ đón kết quả. Một lần nữa Isaac lại trở thành con mồi Lê Dương, Bảo Lâm. Anh chàng nhào tới và vật Isaac ngã lăn. Nhưng Isaac cũng không chịu thua, anh chàng dần thoát khỏi hình ảnh nam thần và có những cú đánh trả. Thành viên cũng đã kịp lúc chạy vào can ngăn. Trường Giang, Lê Dương, Bảo Lâm bàng hoàng khi được hỏi về hai ngày một đêm cuối ngày trong trò chơi thật hay thách. Khi được nhân vật bí ẩn đặt câu hỏi giữa chương trình Hành Trình Rực Rỡ và Hai Ngày Một Đêm, Lê Dương, Bảo Lâm thích chương trình nào hơn? Cả Lê Dương, Bảo Lâm và Trường Giang đều bất ngờ, bàng hoàng với câu hỏi này. Các thành viên còn lại cũng hồi hộp và muốn được nghe câu trả lời từ Lê Dương, Bảo Lâm Đồng Nai. Tập 14 Hành Trình Rực Rỡ phát sóng lúc 21 giờ 15 Chủ nhật ngày 27 tháng 8 trên kênh VTV3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.